Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Xin chào. Trước tiên đây ba anh em mình cũng xin chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe và nè. Anh Huy, Tung, hôm nay hai anh em ăn đậu khó một bữa ha. Dạ. Cái gan bò. Gan bò thì nói chung là mình xào này kia nọ thì ăn ok, nấu lẩu rồi thì ăn ok. Nhưng mà cái luộc ăn không nước sao? Lẩm luộc. Trời. Có khó chút xíu rồi, số khó, lượng thì ít. Khó mà cái này em nói thiệt nghe, cha chanh mày đẻ tới giờ là mới ăn lần sữa sạn ăn lần đầu tiên. Dạ ok. Chứ không phải mới ăn lần đầu tiên sữa sạn à. Đó như là 1 ký tư giác. Không có ăn gan heo với lại được đó, ăn với anh Thành. Ký tư giác. Ăn không uống nước luôn hả? Không uống nước luôn. Khó rồi. À. Ký tư giác luôn. Đó, hai anh em mới đẩy vô đây. Kéo cái này vô đây. Vô giữa đúng rồi. Nó cho hay hôm qua ta lọt cái ống nước vô rồi lại giấu sau lưng được rồi. Lọt vô tay cái bắn nhẹ nhẹ vô họng nè luôn. Giờ hai anh em được 20 phút. Đó như là một người 1 ký 250 đó. Là chúng ta là 20 phút à. Không nước ha. Chơi phải không? Ok, chơi thì có tiền, không chơi thì thôi, mình cũng không ép anh em nha. Nói chung là ai cũng lớn rồi, không ép ai. Mà lỡ không chơi thì đâu có được ăn. Chơi lỡ có thua thì cũng ăn no rồi. Rồi ok, mình cũng không ép ai hết. Đúng rồi. Chơi thì chơi, không chơi thì thôi, có quyền của anh em. Ai cũng lớn ha. Bây giờ nghỉ chơi thì nó đói sao. Với lại em muốn trải nghiệm cái vụ gan bò này. Ok em. Em có ăn gan heo rồi. Rồi, 20 phút hết trước, có 1.200.000. Ok, để đây ha. Có gờ gờ tài nó không có. Sân đại diện hai anh em mà tổng mời cô bác chị bạn dùng gan với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị đi. 1, 2, 3. Hôm nay bị đậu khó chút. Lý do là cái này ăn uống nước thì bình thường. Con ký 2 này so với anh em mình bình thường. Nhưng mà hôm nay khó chút là không uống nước. Mình được 20 phút. Rất là căng ạ. Sao không chịu vô mà. Không chịu vô hả? Trả lỡ không gửi. Đây, ăn mà giờ có nước á là nguyên đang rất lẹ, Tung ăn kịp. Mình biết hôm nay là ăn cái đồ khó, thứ nhất, thứ hai là không uống nước. Mình nghĩ hai anh em là căng nhau. Cái cơm thì quy làm ngon quá quý. Ngon. Ok rồi á. Cái gắp bánh chanh được vừa ha. Không có là ăn được ha. Dữ hơn phải ăn. Dữ hơn. Cái này là em bao anh Huy ở nút động luôn á. Không bây giờ nút được.
thêm miếng nước tương quá hấp luôn. Tương bao la hết rồi chăm thêm vô, nhưng mà nhớ là hấp nước tương nhiều quá mặn, cái uống nước á, tháng này tháng nắng á, nóng á, uống nước tới chiều là cái bụng thì bình luôn á. Không được uống nước tinh chảy, uống nước tương. Gà cá gác hả đâu. Còn nước thì lại uống nước tương luôn. Không được dữ. Tương này đâu thấy đâu, ngon mà. Quy bỏ miếng đường, miếng chanh vô thì cũng ngon. Bên nào là nằm yên đó, phải lấy lưỡi đánh qua nó mới nhập qua. Nó xả xả trống. Ngon rồi chứ. Phải ăn nhanh cũng được. Cái này mà trộn vô hủ tiếu một cái. Nấu hủ tiếu quá bỏ vô cũng ngon lắm bà. Chắc là lát không? Ngon nè, chứ thơm lắm. Ăn này ngồi già cũng thiếu vô nó nằm cổng quá. Nhà có trụng hủ tiếu rồi kìa, có xào tiếu rồi kìa. Điện đi mò hên hến, cho ăn tô, lấy ruột ra gọi cho ăn tô vậy. Đi chợ đi, mua tiếu về xào. Bây giờ ăn hủ tiếu xào hến, bây giờ giống cái quà chung lại gan này là gì hả? Dạ. Nói giờ báo cáo anh em phải tiếc á, chứ không tiếc là không được thời gian hay là thì khó luôn á. Để cho anh em 30 phút cũng được, nhưng mà 30 phút thì bình thường. Bây giờ mình 20 phút. Anh em cố gắng thì mới vượt qua thử thách thôi.
Tính bà đi nước uống hoài đúng không? Na Huy với lại Tuân nhìn ăn cái ăn không uống nước này thấy là so sánh với anh bà hồi xa. Trước anh bà cũng ăn một mình gan không uống nước như thế này. Mà anh bà lúc đó hình như ăn 1.5 kg, ăn rất lẹ, đã hoàn thành cuộc thi. Hoàn thành nổi không?
cho hai anh em tập 40 phút mới có thể hoàn thành. Hôm nay hai anh em ăn không thể nào vượt qua cái thử thách này rồi. Để xem tới 20 phút mình so sánh thử coi anh Quy với Trung người nào ăn được nhiều hơn thôi. Thì thời gian thì hai người này hôm nay là phải thua. Cái món này hầu như là không phải sở trường của anh Quy với Trung mà. Gan không uống nước này. Lúc trước là anh ba nó hoàn thành xuất sắc luôn. Không này đông nào rồi nó chặt mấy. Đường nó bể ra nó chảo không muốn được. Bởi người mới là cuộc thi khó vậy. Này mà anh ba ăn giỏi là anh ăn bể ra nuốt bể ra nuốt á. Nó trọng được cái này không ăn được nhanh nào. Cho mình biết nó trọng. Nước không được chứ mà không biết. Nước không trôi gì. Nước không được chứ mà không biết. Rồi hết giờ. Anh Huy bỏ cái xuống tôi. Để em so sánh rồi hai anh em ăn. Đây anh Huy Trung. Mình nghĩ hai anh em là ngang nhau. Hôm nay hai anh em không hoàn thành được cuộc thi. Tức là hai anh em không có tiền ha. Nhưng mà có cái là như thế này. Hai anh em nó cực khổ quá. Thì bây giờ có 200 lẻ đó, hai anh em người trăm uống phơi ha. Người trăm hả? Người trăm uống phơi. Rồi lấy đổi ra hai anh em lấy người trăm đi. Lát mình đi quán nước uống luôn à Quy à. Đúng rồi, chơi uống nước vô chậm thế nãy giờ khô. Cà phơi thường ở đây bán liên 7 ngàn à, chứ không có tới 100 ngàn đâu. Mình uống, lát mình uống gì? Nhận gì xăm xăm gì đó. Có uống cà phê còn như đem còn ta thổi lại còn như đem về đưa cho vợ với con. Cũng được. Chứ đâu phải 100 ngàn uống đưa, 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 đư
Đây, trả lại cho chú hai rồi đó. Còn đây đổi ra anh em là đi uống bài ha Tôn. Cái hai anh em hôm nay đừng bùa nha. Không bùa. Tại vì mình không vượt qua thử thách thì phải chấp nhận ha. Nếu mà nói thiệt, cái này em nói thiệt luôn. Sao? Nếu mà mình ăn mà thưởng thức nhẹ nhàng. Từ từ á, sắc miếng miếng. Ngon à. Béo ngon. Lệt béo. Con thì á, con cái nuốt không được. Nó không được, tại không có nước đúng không? Đúng rồi. Có nước thì đẩy ra nó thì trôi mất hả Phong? Đẩy vô trôi thì được rồi. Ok, mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chào lắm.